xanh xanh, một dòng chân mong mây, một dòng lòng y bia, một dòng sâu mấy kia, một dòng trời sâu suy, một dòng tình thương mê, một dòng cùng nguyên liệu, một dòng nhớ. Ngày hôm nay khi mà con làm cô Ánh Tuyết á, thì con lại rất là giống cô Ánh Tuyết. Mà cô biết tại sao kỳ vậy? Có nghĩa là ở con có một cái gì đó thiên phú. Đúng là con là thiên phú. Và cái biểu diễn của con quá hay đi. Cái thần thái của con hay lắm. Nàng ngồi bên tôi, người là khúc nhạc, người là tiếng thà. Nước sông reo như ru, buồn con sông trôi xa. Lắc cái đầu nhẹ đó thôi là rất là giống cô Ánh Tuyết. Chúc mừng con nha. Phần trình diễn có thể nói là tuyệt vời với Bé Uyên Nhi và Kayo Yo. Rất bất ngờ với khả năng trình diễn cũng như là khả năng hát. Bắt chước ca sĩ Ánh Tuyết của Bé Uyên Nhi và Kayo Yo. Tất cả giám khảo cũng như là quý vị khán giả đã dành rất nhiều tràng vỗ tay nồng nhiệt cho Bé Uyên Nhi và Kayo Yo, có phải không ạ? Và bây giờ thì xin mời nhận xét của ban giám khảo. Xin mời chị Mỹ Linh. Biết nói cái gì bây giờ? Nào phải khen bà ấy suốt thôi. Cái bà này này, bà giỏi lắm đấy bà. Nè bây giờ thì chú trả lại em của con nè. Cứ mỗi một lúc bà diễn được cái gì là em với Linh lại quay sang nhau. Ôi giời ơi, thật là nghiên cứu kinh lắm. Cái âm y ấy giống hệt. Hát lại cho con nghe cái khúc đó đi. Trông về, trông rào, ra đi. Đấy là trôi tàu mà đi. Không chỉ cái giọng hát đâu mà ngay cả cái cách hát như thế này, cái cách trình diễn rất là giống ca sĩ Ánh Tuyết phải không ạ? Giống lắm ấy à. Giống kinh khủng mà trang điểm cũng giống cơ. Cái mắt cũng hơi xách xách lên chút, giống lắm. Đi cũng giống nữa. Ờ trời, đúng rồi, lúc bước ra cái đã giống luôn rồi. Lúc kia bước ra là thấy sách cầm cầm cái tà áo là giống y chị Ánh Tuyết mà rồi. Lúc bà nhảy bà lắc, trời giống gì, giống lắm mẹ. Em diễn với chị Ánh Tuyết nhiều rồi. Thế thực tế là nghiên cứu, con xem băng nhiều lắm đúng không con? Dạ con xem băng rất là nhiều. Nát cái băng chưa? Con phá băng chưa đó con? Dạ con phá rồi. Nói chung là hôm nay đây là búp bê thật nè, đúng không? Đây là một búp bê xinh đẹp và đây là một búp bê ma. Không, không. À, đang mải khen con nhưng mà hôm nay quên mất phải khen anh Kayok rất là nhiều. Anh hát cái giọng nữ cao mà anh chuyển giọng như vậy là rất là khó. Đối với nữ đã là rất khó rồi mà đối với anh thì nó còn phải khó vô vàn. Phải nói là tiết mục. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Xin mời giám khảo Hồng Vân. Uyên Nhi biết không, cô coi Uyên Nhi hát cái bài này á, cô thích hơn là cô Ánh Tuyết luôn á. Thiệt á. Giữa cô Mỹ Linh với cô Ánh Tuyết thì con thích nghe ai hát hơn? Dạ con thích hai người luôn. Hai người luôn mà ai thì con bắt chước khó hơn? Dạ con thấy cô Mỹ Linh bắt chước khó hơn.
Vậy mà ngày hôm nay khi mà con làm cô Ánh Tuyết á, thì con lại rất là giống cô Ánh Tuyết, mà cô không biết tại sao kỳ vậy. Có nghĩa là ở con có một cái gì đó thiên phú. Đúng là con là thiên phú, và cái biểu diễn của con quá hay đi, cái thần thái của con hay lắm. Rồi ngày hôm nay á, thực sự là Cao Giót đẹp gái. Ai nói với bạn là bạn nói là đây là búp bê ma hồi nào vậy? Này búp bê rất là đẹp mà. Búp bê ma đẹp. Không, búp bê hơi bị phô một chút xíu. Dạ đúng rồi thưa chị, búp bê này là hơi bị đề phô một tí. Búp bê này mà đi máy bay là thế nào cũng bị quá ký. Nói chung đây là một tiết mục hoàn hảo. Xin cảm ơn giám khảo Hồng Vân. Thấy anh Hoài Linh bây giờ ghi chép rất là nhiều, không biết anh có ý kiến gì cho tiết mục này ạ? À? Thế tôi cắm cuối vậy chứ tôi ghi có hai chữ. Đúng hai chữ đó là chữ sông dài. Khi mà người ta hát ví dụ sông dài cho bằng. Riêng của cô Ánh Tuyết là tại vì cô ấy miền Trung, nhưng cô ấy khi phát âm chữ S á, lại phát âm miền Nam. Sông dài. Đúng, bạn ấy em cũng nghe vậy đấy, em cũng đó, thấy đấy. Rất là rõ ràng, thành thử ra con có nghiên cứu. Thế là chị này và nghiên cứu. Và con nghiên cứu phát âm rất kỹ. Cái đó là cái mà chú khen con. Còn về cái gì, dáng đi, tướng đứng, kể cả những cái mà biểu cảm của con ngay cái đoạn cuối này, con lắc cái đầu nhẹ đó thôi là rất là giống cô Ánh Tuyết. Chúc mừng con nha. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Cảm ơn ban giám khảo. Hôm nay con thấy cô Hồng Vân làm tóc đẹp lắm á. Ôi trời ơi, cảm ơn con. Kyle thì lại thấy cô Hồng Vân ngày hôm nay cái môi quá quyến rũ. Trời ơi. Thích quá. Nói chung là đẹp rất nhiều rồi đó phải không? Chú Hoài Lê cũng đẹp trai nên chú đừng có thất vọng như chú. Con quánh giá chú như vậy là thấp rồi. Cuộc đời chú chưa bao giờ thất vọng khi biết sắc đẹp của mình không có. Khi nghe con khen rồi chú mới cảm thấy chú thất vọng. Tại sao mình đẹp như vậy mà mình không nhận ra? Thất vọng quá. Xin cảm ơn Nguyên Nhi. Chúc mừng con và ca sĩ Cờ Giót đã hoàn thành tiết mục này.